chào mừng mọi người đã đến với cái hội FA của chúng ta. Thì hôm nay là cái ngày để mình chia sẻ về cái lý do mà mình đã độc thân. Anh đi, anh chia sẻ trước. Người yêu tôi bắt cá. Bỏ là đúng. Hứ con gái dâm đảng, lăng loàn. Người yêu tôi ra biển bắt cá một thời gian mà không thấy quay về. Sau này tôi mới biết là cô ấy bị sóng đánh đến chết. Cô ấy chết thảm quá mà. Làm sao tôi có thể yêu được ai nữa chứ? Câu chuyện của anh buồn quá. Mình bắt đầu từ bên đây. Anh hãy chia sẻ lý do của mình đi. Vợ tôi quýnh tôi. Quýnh tới nỗi bây giờ tôi không dám về nhà luôn. Còn anh? Tôi bị sida. Hợp lý đó. Không quen ai đó là tốt. Ý thức kiểu là tốt lắm đó cậu. Còn anh? Lý do FA của anh là gì? Thôi khỏi đi. Tôi biết lý do rồi. Quay lại anh áo bông đi. Lý do. Anh ơi, ở đây anh em cùng cam cộng khổ với nhau không mà. Anh cứ chia sẻ đi. Mạnh mẽ lên nào. Tôi không thích con gái. Ui, xin chào tất cả mọi người. Tụi tôi tới trễ. Hello, hello. Không sao. Từ từ chia sẻ hoàn cảnh của mình. Rồi chúng mình sẽ hòa hợp với nhau. Ok. Anh có râu. Lý do nó bay là gì? Bạn gái tôi bắt cá. Ê, bình tĩnh. Anh ơi, bắt cá là bắt cá làm sao? Cô ấy lén lút quay trở lại với người yêu cũ. Anh yêu, trong lòng em chỉ có mỗi mình anh thôi. Khốn nạn, bỏ vậy là đúng. Thứ con gái dâm đảng, lăng loàn. Anh da đen, lý do FA của anh là gì? Tôi là bạn trai cũ của bạn gái nó. Ủa, Vinh. Ủa, Thái. Sao mày đây? Tao qua đây thường xuyên mà. Sao mày lại ở đây? Ủa, sao tao qua đây thường xuyên cho tao không thấy mày? Đây là nơi hàng đêm của tao. Tao cũng mỗi đêm mà. Mấy giờ mày về? 2 giờ sáng. 11 giờ mẹ tao đóng cửa. Con ngoan. Xong hết rồi hả? Mình là bạn mà Vinh. Tao nhất định phải làm như vậy. Còn đứng đó nhìn làm gì nữa? Đưa cho nó. Đi đi, nhanh lên. Tính ra hai anh là tình địch với nhau luôn á. Tụi tôi ở chung nhà. Thôi được rồi. Phần chia sẻ là xong. Bây giờ anh em mình có ai có khó khăn gì thì cứ nói ra. Rồi chúng ta cùng nhau giúp đỡ. Mời anh. Tôi muốn có bạn gái. Anh nói gì? Nguyên tắc của cái hội này là không được có bạn gái. Huống hồ gì anh bị sida. Giá mà anh có ra khỏi cái hội này anh cũng không được quen bất cứ ai. Anh lây bệnh cho người ta rồi sao? Hồi nãy tôi khen anh là có ý thức tốt rồi mà. Mày. Hiện tại tôi không có nhà ở. Nên mấy anh em trong hội nếu ai có dư chỗ á, cho tôi ở nhờ một thời gian được không? Thầy Vinh, hình như là nhà mình còn dư phòng phải không? Đúng rồi. Hay á. Ê bạn, qua nhà tụi tôi ở chung. Ba đứa, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hồ núi cao. Chính xác. Có tiện không, có phiền hai bạn không? Có gì đâu phiền. Trời ơi, thoải mái, thoải mái. Anh em trong này đứa nào thiếu nhà thì qua ở thôi, gì đâu. Trời ơi, cảm ơn hai người nè. Cứ việc thoải mái. Ừ nha.
Cô vũ tinh thần dũng cảm của hai bạn. Vô đây, vô đây. Vô, vô. Đó. Cứ thoải mái đi, anh em trong hội mà giúp đỡ nhau, phải không? Đây là nhà của tụi tao, ở trong đó tụi tao còn dư cái phòng. Ừ. Vô đó ở đỡ. Đi, vô tao chỉ phòng. Chứ không phải ba đứa ở chung phòng hả? Trời ơi, dư mới cho ở với tào lao. Đi. Dư cho, trời có hơn không bạn ơi. Đó. Vô. À, xin lỗi, tại phòng này là phòng của bạn gái cũ tao. Hồi đó nó ở phòng này mà tụi tao chưa kịp sửa lại. Thôi để mai tao với anh Thái sửa lại cho. Ừ, chắc không cần thiết đâu. Sửa như phiền phức lắm, để như này đi. Thôi, rồi. Anh em không à, có gì đâu ngại. Ừ, ừ. Ráng ráng đi, tụi tao sửa cái màu là xong à. Ừ. Sơn phết lại màu khác rồi ra nam tức rồi. Ê, đi mua thêm dụng cụ cá nhân cho nó không? Ừ. Ờ, ở đây đi, bày đồ ra đi, rồi tụi tao đi mua dụng cụ cá nhân cho. Ừ. Đi nha. Đi. Ê, gán nha, chứ ở cái phòng này hơi bê đê chút. Không sao đâu. Ừ. Ôi. Hết nói nổi rồi. Thằng Thái đâu? Thằng Thái. Cái gì vậy? Dạ. Sao? Mày nhìn nè. Tại sao? Vậy còn ra thể thống gì nữa? Tại sao lại có cái đầm này trong phòng này? Tao nhớ là tao đốt hết đồ của bạn gái cũ tao rồi mà. Đi đốt nó luôn đi. Xin lỗi thôi. Lỗi tại tao. Tao phải đốt nó mới được, thải đốt nó. Ủa, cái đầm của tôi mà. Ôi, cái đầm của tôi. Hít gì vui, coi vui. Thấy đang coi phim gì vậy? À, yêu ơi để sao? Ủa sao không yêu luôn đi, để sao sao chi vậy? Phim nó vậy thôi chứ. Trời ơi, trời ơi, chết tôi rồi, Thái ơi. Ủa gì vậy? Con Hải bồ cũ của mình đó, nó có bồ mới rồi. Con nhỏ này mặt dày thiệt chứ, mới chia tay đây đã giờ có người yêu rồi. Chỉ tội là tội cho thằng bồ mới của nó không biết nó lằng nhằng. Được thì bây giờ tao với mày kiếm cách cho thằng bồ mới của nó nhận ra nó là người lừa đảo sẵn đó, cho nó bẻ mặt cho nó chừa. Giúp bằng cách nào? Ở đây chỉ có thằng Phương là nó chưa biết mặt. Gì vậy? Nói mày á, nó chưa biết mặt, bây giờ mày kiếm cách tiếp cận nó, còn tao với này sẽ tiếp cận bồ nó, dắt ra bắt quả tàng bé mặt ngay tại chỗ. Rồi, không được đâu. Bắt gì không được? Tự nhiên người quen biết gì đâu, tự nhiên vô bắt chuyện đường được bắt. Trời ơi, cái này giả bộ mà đâu có gì đâu, ngại cua bình thường thôi. Quen giả xong rồi lộ mặt bỏ. Đó giờ mày có cô gái không? Không. Không, cua gái lại càng tốt. Nó thường thường nó dụ mấy thằng trai tân không à. Đúng rồi. Tao cho hồi đó trai tân nè, dính nó một cái là mấy ngày luôn. Tán vô mặt, bây giờ đừng nhắc lại. Giúp tụi tao đi. Coi như là tụi tao đã giúp mày có chỗ ở rồi, thì giờ mày phải giúp lại tụi tao chứ. Đúng vậy. Thì dùng giúp thì cũng muốn giúp mà rồi tự nhiên biết nó ở đâu rồi lại nói chuyện. Ý, hãy mình kêu nó chơi đi tăng đi. Đúng rồi, đi tăng. Đó là cách tiếp cận. Đúng rồi. Ý, nói nghe nè. Bây giờ tao có nick của nó, đó, nè. Bây giờ á, mày tìm cách tiếp cận nha, mày vô trận chung nó, mày đấu xếp hạng xong rồi hả, mày kéo nó lên mấy trận, xong rồi add Facebook của nó, hẹn nó ra ngoài uống cà phê, từ từ rồi bắt đầu tình cảm nảy sinh liền. Con này nó dễ dính mấy này lắm. Đúng rồi, mày chơi ạc của tao đi. Tao có con gà Đông Tảo bén lắm, con bé bén lắm. Ê mà chơi ạc của mày rồi nó phát hiện rồi sao? Tao mới đổi tên, bữa tao quen nó là anh yêu em, bây giờ chia tay rồi là đổi tên khác. Anh hận em. Ừ. Hay. Nè, mày chơi ạc của tao đi. Tao có con bé gà Đông Tảo cực kỳ VIP luôn. Ôi, con gà mày là đúng nghĩa chữ gà luôn á. Làm gì bằng của tao. Nè, tao có nguyên bộ skin áo dài chung với nó là cái cục vũ khí lưu gạch. Thiệt, mày trang bị vũ khí là con gái nó nhìn nó mê thì khỏi cần nói câu nào, nhìn mê liền. Yên tâm, tao đổi tên hết rồi. Nhưng mà
nhân nhị gì không biết nữa. Ý, nó có online nè. Chơi đi, tao đổi tên rồi, nó không biết. Ừ, chơi đi. Cái game này á, có chức năng kết hôn rồi thả thính, lụm chắc luôn. Ôi, người yêu ngay trước mắt rồi, hốt luôn, hốt luôn, hốt trọn ổ luôn đi. Ê, bây giờ mình kiếm cách mình liên lạc thằng bồ nó coi sao. Đúng rồi, để vô Facebook. Có rồi, có rồi. Tao có liên lạc của thằng bồ nó rồi. Tao cũng cua được nó nè. Giỡn mày mày. Thiệt? Có đâu đó, tao mất đến gần nửa năm mới cua được nó đó. Tao 3 năm mấy á. Hẹn nó cà phê luôn rồi. Cái gì với tâm lý phụ nữ là rành lắm. Thằng này có nghề mà giấu mày. Đi vô thay đồ liền. Đi vô thay đồ. Đi vô thay đồ. Lên đồ cho nó ngon, lát nữa dính kèo luôn. Đúng rồi. Thì đồ chi mặc đồ nào đi không được. Thôi, đồ là phải đẹp. Hút nó. Lộng lấy. Đợi xíu đi. Ừ. Vô bắt liền. Đúng rồi, phải chụp mũ. Bẻ mặt nó liền. Thôi đi nhanh nào mấy cậu. Nó dến thứ gì người nó vậy? Trời trời trời. Ê, mày mặc cái áo mày hiểu được mấy nghĩa tiếng Anh trên đó không? À. Angel là thiên thần. Balloon là bóng bóng. Ôi, thiên thần, bóng bóng, có gì? Ờ, cánh, mắt kính nữa. Ôi, bóng kính là, bóng kính hả? Ghê quá mày. Thôi được rồi. Lấy áo của tao, lấy áo của tao bận. Lấy cái này đi, bận cho lịch sự. Áo nhìn đẹp quá. Ừ. Thấy ra ngoài tôi thay đồ. Trời ơi, thì mày thay đi, ví dụ mà không hợp tao lấy cái khác. Thì ra ngoài đi tôi thay xong rồi vô coi hợp không hợp tính sao. Trời ơi, thằng ống nhau không sợ nhìn vú nha hay gì vậy. Cứ thay đi. Mày thay giùm cho. Ờ, đừng giỡn. Quay mặt ở trong tôi thay. Giống bị đê quá. Rồi thay đi. À! Ôi, chưa hả? Thay đi. Ok. Thôi tôi vô toilet tôi thay. Mày yêu lại với ta. Đồ rồi sao chưa thay đồ nữa? Vô toilet thay đồ. Kỹ tính quá mày. Trời ơi, cái gì mà tôi quá vậy Vinh? Tao mới ẻ. Quá đáng lắm luôn á. Anh ơi. Ừ. Tối nay mình đi xem phim với nhau đi. Đúng rồi, phải đi xem phim chứ. Cái gì đây hả? À, cả ngày hôm nay tôi gọi điện cho cô không được, nhắn tin không trả lời, là cô đi hẹn hò với anh này đúng không? Anh ơi, anh hiểu lầm rồi. Anh. À, thì ra là cô có bạn trai rồi. Mà dám thả tính tôi, hẹn tôi ra ăn nước rồi đi khách sạn hả? Đừng có mơ. À, thấy hai đứa này có quen không hả? À, những chàng bánh cá đi đây. À, đi thẳng. Cô bỏ ra đâu coi, tôi không có yêu cô nữa, chia tay đi. Tôi uống ít thôi nha, tại không biết uống mấy này. Trời ơi, hôm nay là ngày vui. Phải chơi xả láng luôn, mai dậy sớm. À. Dạ anh đang đợi bán này nha. Đây, chạy qua đầu bếp, về trước nghỉ. Tại vì ít đồ ăn quá sao tôi nhậu. À, mấy anh thông cảm. À, được rồi. Thôi, để tôi vô tôi làm đồ ăn cho. Được không? Làm xong ăn luôn rồi đi xa luôn. Ờ, giỡn rồi, tôi nấu ăn khéo lắm á, đợi xíu đi. Vô. Rồi xuống rồi. Thằng quỷ này lâu dữ ta. Rồi mày biết. Nó không nấu được mẹ gì đâu. Sở dĩ nó vô trỏng là để trốn uống bia thôi.
Đây. Cá hả? Đồ ăn tới rồi nè. Ủa. Đây, ốc bu hấp xả nè. Ốc mỡ xào tỏi nè. Này là ốc bông. Đó, ăn thử nha. Trời ơi. Làm ủa sao rồi. Quán nói đầu bếp về mà vô mày năn nỉ đầu bếp hả? Đâu có đâu. Nè nè. Đừng nói mày nấu nha. Nấu mà. Nè nè. Ừ. Ăn thử đi. Sao? Bán vậy? Ủa thiệt hả? Mày có làm đầu bếp lần nào được nhau chưa? Không, tại ở nhà thường nấu ăn nên mấy con này biết sơ sơ vậy thôi. Ê, tao nói là Phương mà nó là con gái chắc tao yêu nó luôn rồi đó. Ờ, giỡn hoài à. Có chuyện đó. Thấy ăn thử ốc bu này đi. Ờ, hợp lý, hợp lý. Con này là mập nhất luôn á, hấp xả ngon lắm. Trời ơi, con nhỏ dễ thương bà cố luôn. Ê, tao tưởng tượng cái mặt con nhỏ đó mà thêm cái tính nấu ăn ngon. Nấu ăn ngon của ông Vương nữa là yêu luôn. Ôi, vậy còn gì đó, nữ công gia chánh mà vô quýt quýt liền. Dạ. Dạ. Vô. Dạ, vô, vô. Vô, vô, mời hả? Vô, vô. Vô vô. Em chăm sóc cho nó giùm tao, tao quắt rồi, quắt rồi. Ê, mượn cốc nha. Giờ chưa ngủ hả? Chưa, đang bắn đi đi tăng. Trời, thích rồi phải không? Bữa giới thiệu chơi bị dính à. Dính rồi. Vậy thôi chơi đi nha. Ừ. Dạ. Anh Thái. Gì anh Thái mày? Bạn bè kêu anh. Ê Thái. Sao? Hey. Tối ngủ chung đi, bắn đi đi tăng chung. Cũng là một ý. Ừ, dây có, cốc có. Điện thoại có. Chơi mày. Tới cấn cấn vậy bắn nhau nha. Thôi tự nhiên hai đứa bắn nhau sao? Chơi đi tăng cùng đồng đội bắn người ta mới vui. Ok, đi tăng phải có đồng đội mới vui. Nghe chưa? Thái bảo vệ tôi nha. Được thôi, trời tưởng gì. Bắn nó đi. Đó. Chém chết rồi chưa chết định. Hên á. Tôi giết cho coi nè. Gió lên, gió lên. Đổ đổ lên. Nghe như vậy, nghe như vậy. Đó, đúng rồi đó. Nghe chưa? Đó thôi. Chắc chưa? Chắc. Bương nha. Bương. Trời ơi. Đau.
Thôi. Trời, hôm nay bà mua đồ bóng xà bang nha mày. Tôi chỉ muốn nói với thầy. À, tao hôm nay có chuyện muốn nói với mày nè. Tao nghe nói ngày hôm nay ngoài phố đi bộ trang trí đẹp lắm. Đây đây, hỏi câu coi, tao dẫn bạn gái ra đó chơi hợp lý không? Gì vậy? Ê, Phương! Phương! Thằng này hôm nay bị gì ta? Hey, thôi đi chơi với bạn gái. Ồ, Phương Thái ơi, tao về nè. Khóc luôn hả Phương? Vụ gì vậy? Tôi chịu hết nổi rồi. Vụ gì? Thật sự là Tôi bị mê đê. Tôi thích Thái lắm. Nhưng mà Thái không thích mày. Nãy Thái nói tao nói hẹn đi chơi với bạn gái gì đó. Ủa cái thằng này, khoan đã, khoan đã. Cái vụ nó không thích mày đó là chuyện đương nhiên, còn cái chuyện mà nó đi chơi với bạn gái là không được nha. Chưa rời khỏi hội là không được quyền của bạn gái. Cái thằng này dám phản bội hội FA của anh em mình. Rồi bây giờ tao với mày đi phá nha, còn cái chuyện giới tính mày tao bàn sau. Đi lẹ lên, chùi nước mắt đi. Ê mày, vô đây đinh hả? Nó không lũng bánh xe tao con mày luôn. Mà làm gì có quá đáng lắm không? Mày muốn nó đi chơi với nhỏ kia hả? Đáng lắm, đưa đinh đây, tôi rải luôn nè. Tới, tới, tới. Có triệu chứng, có triệu chứng. Xì đôi kia. Trời ơi. Ủa mày gì vậy? Mày khỏi đi nha con. Mày khỏi đi nha con. Để lên xe rồi. Đang. Giờ sao giờ? Mua rồi kìa. Trời, ngay chỗ này luôn mà nó đóng cửa. Anh còn chờ cái gì nữa? Mai giá. Đừng giấu mà Thái. Thái nói nhắn nè. Cảm ơn tụi bay đã tiếp tay cho tao dẫn con ấy vào khách sạn. Bây giờ tao đã có người mới, tao không thể nào sống cuộc sống FA chung với tụi bay được nữa. Tuần sau tao sẽ xin rời khỏi hội. Phương! 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 Chào mọi người, tụi tôi lại tới trễ nữa rồi. Trời ơi. Hồi đó biểu đừng sợ chung nhà rồi cũng chịu. Ê, bậy bạ không à, nhìn thấy hai bạn còn hạnh phúc quá ha. Ờ, giờ thằng da đen đâu? Chào mọi người. À, lý do hôm nay tôi có mặt ở đây là để chia tay hội. Ừ. Bởi vì tôi đã có bạn gái rồi. Em ơi, đây là bạn gái tôi, Thuyến. Ủa,
em. Ủa quen quen hả? Quen hả? Chính cô gái đó. Chính cô gái đó là người lấy sida cho tôi á. Vậy là kể từ đây nhóm của chúng ta lại có thêm một cặp đôi, đó là cặp đôi sida. À mọi người à, hôm nay trong cuộc họp này tôi cũng xin phép đổi tên hội của mình từ hội độc thân sang hội anh em. Bởi vì tôi sẽ giới thiệu với các anh em một cái game mới vừa giúp giải trí, vừa tìm được một nửa nhĩ của mình. Hợp với chúng ta, rủi ro chia tay sẽ thường. À, ngoài cái bạn sida này ra thì anh em mình cùng tải game đi nào. Đó chính là game DD Tăng. Cái này mình có rồi nè. Đúng rồi. À, cái vấn đề FA đã được giải quyết xong. Giờ anh em mình có ý kiến gì nữa không? À, sau khi chúng tôi đến với nhau thì căn nhà đó không còn là của chúng tôi nữa. Cho nên chúng tôi có một vấn đề cần giải quyết là chúng tôi hiện không có nơi ở. Không biết trong hội của mình có ai có nhã ý để cho chúng tôi ở chung. À, cuộc họp ở đây là hết. À, mọi người về chơi game vui vẻ nha. À, Xin chào tất cả các bạn. Mọi người ơi, một năm sắp khép lại rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Pháo TV trong một năm vừa qua nha. À, và cũng cảm ơn tất cả các bạn luôn luôn góp ý để Pháp TV ngày càng hoàn thiện hơn. Các bạn là nguồn động lực của Pháp TV đó. Và Phương xin đại diện cho Pháp TV gửi lời cảm ơn đến những nhà tài trợ đã luôn đồng hành cùng Pháp TV. Và điển hình là trong clip này là game DD Tăng đã luôn ủng hộ và luôn giúp Pháp TV có được những sản phẩm chất lượng để gửi đến mọi người. Và các bạn ơi, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Một năm 2018 thật nhiều thành công và hạnh phúc nhé. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye, bye. Này thì chắc bão đã qua rồi mà mấy bạn có thể là không cảm nhận được cái sự lạnh lẽo của chúng tôi.
Nếu mà bạn còn coi được clip này tức là không sao, không có chuyện gì nghèo ngoài hết. Đêm nay bảo vô. Lại một lần nữa phía đàn lại của bạn với chúng tôi. Rồi xong rồi, xong rồi. Thì sắp tới nhằm bổ sung lực lượng chiến viên hài cho team cơm nguội cũng như team đậu phộng. Các dự án của Pháp TV thì nhóm sẽ tổ chức một đợt casting lớn nhất trong năm, chung là để tìm kiếm những gương mặt mới, những người có đam mê để mà phát tài năng được. Đúng rồi, kiếm tài năng. Hiện tại Pháp TV đã hơn 4 triệu subscribe rồi. Giờ hãy cùng chung sức với tụi mình, hãy cùng nó giúp nó phát triển mạnh mạnh hơn nữa. Và rất cần những người có tài năng và có nhiệt huyết, đam mê, không ngại cực khổ nha các bạn. Yêu cầu casting đó là các bạn nam nữ tuổi từ 18 tới 35. Lý do tại sao 18? Này, sợ là vướng mấy việc học cấp 3. Ngoài đam mê ra bạn cũng cần có năng khiếu trong cái lĩnh vực hài. Đam mê thôi chưa đủ nhưng mà bạn phải có tài năng, có năng khiếu. Rồi, kinh nghiệm diễn xuất tối thiểu 1 năm đó là một cái lợi thế của bạn. Bạn có thể là đi, có thể là từng hoạt động nghệ thuật như là đi diễn mấy cà phê kịch, có thể tham gia những cái vai quần chúng. Nhưng mà nói chung là có kinh nghiệm là một lợi thế chứ không phải là bắt buộc. Có khả năng làm việc nhóm tốt đó, làm việc nhóm là một cái rất là quan trọng trong Pháp TV. Có nghĩa là ngoài về tài năng, mình cũng cần có về một cái thái độ tốt với những người làm việc trong nhóm. Anh em trong nhóm sẽ hiểu nhau và chia sẻ giúp đỡ công việc lẫn cho nhau hơn. Chung này về Pháp TV như là về một cái gia đình vậy đó, về một cái môi trường, một cái gia đình mới thì cần dễ hòa nhập hơn. Có quỹ thời gian linh hoạt, có nghĩa là bạn phải sẵn sàng để lỡ mà mình có đậu á thì cái quỹ thời gian của bạn luôn luôn rất là nhiều để dành cho công ty, tại vì chúng tôi sẽ làm việc gần như là full time. Ưu tiên các bạn đã và đang làm việc ở Sài Gòn đi, thì có nhiều trường hợp lúc trước rồi ở rất là xa, casting không biết đậu hay không mà tốn tiền chi phí với máy bay. Lúc mà đăng ký casting á thì các bạn nên gửi cho mình những cái clip hài hoặc là những cái video mà các bạn đã diễn hài ở trước đó để tụi mình có thể đánh giá một cách chân thật và chính xác nhất. Nộp hồ sơ vào email casting@phaptvmedia.com vào ngày 3 tháng 1 thì tụi mình sẽ thông báo các bạn mà đủ yêu cầu để lên tham gia dự casting. Nên chuẩn bị trước một tiết mục, có thể là diễn một mình hoặc là diễn với bạn diễn. Cái buổi casting mình sẽ chủ động được hơn. Còn nếu mà mình không chuẩn bị thì lên đó sẽ diễn một tiết mục theo yêu cầu của ban giám khảo. Thì lúc đó là bạn có ít thời gian chuẩn bị hơn và có thể là không tốt như là cái khả năng của bạn. Tốt nhất là nên chuẩn bị tư phẩm trước ở nhà, tập luyện trước. Hồ sơ tham gia casting các bạn gửi vào mail gồm có như là các thông tin cá nhân, hình ảnh, hình cận mặt, hình toàn thân. Tốt nhất là đừng chỉ qua chỉnh sửa app thì rất là khó đánh đúng giá. Đúng rồi, hình mộc nha, hình mộc đi. Show ra những cái thành tích, kỹ năng của các bạn để mình có thể đánh giá được toàn diện nhất. Và mình nhắc lại lần nữa, mọi hồ sơ tham gia casting vào nhóm Pháp TV vui lòng gửi vào mail casting@phaptvmedia.com. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào ngày 7 tháng 1 năm 2018. Và thời gian công bố kết quả casting là ngày 3 tháng 1 năm 2018. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào. Chào.